Xin kính chào quý vị, Hải Công Minh đang có mặt ở đường Trường Sa, dọc theo kinh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Bên tay trái là cầu số 2, tối ngày 9 tháng 10 2017. Đây thuộc phường 3, quận Tân Bình quý vị. Trời Sài Gòn tối nay không mưa, nhiệt độ bây giờ khoảng 28 độ C, trời mát. Buổi tối Sài Gòn bởi vì thấy quán nhậu lúc nào cũng đông khách. Khu này gọi là quán nhậu bờ kè. Quẹo trái ở đây là đường Lê Bình, hướng về ngã tư Bảy Hiền. Đây thuộc khu vực phường 4, quận Tân Bình. Bên phải là trường Âu Lạc. Đây là quẹo vô hẻm để hướng ra đường Cách Mạng Tháng 8 cái gì. Ngày xưa là đường Lê Văn Diệm đó. Đây là đường Tự Lập cái gì, phía trước đó là ngã ba với đường Cách Mạng 8 Lê Văn Diệm, giữa trái là vô Sài Gòn trung tâm, người phải là ra ngã tư Bảy Hiền này. Trường Trung học Nguyễn Thượng Hiền. Rồi đây ngã tư Bảy Hiền cái gì, đường trái là đi Chợ Lớn. Cái ở đây là đường Lý Thường Kiệt, ngày xưa là đường Quỹ Nhân Thoại gì. Bên tay trái là bệnh viện Vì Dân, bây giờ gọi là bệnh viện Thống Nhất. Rồi bên phải ở đây là đường Tái Thiết,
đi vào khu vực dân cư người gốc Quảng Nam, làm nghề dệt vải nổi tiếng ở ngã tư Bãi Hiền ngày xưa đây. Bây giờ dệt công nghiệp nhiều quá nên cái nghề đó ở đây đã giảm hẳn rồi. Vẫn còn một vài hộ thì yêu nghề người ta vẫn làm. À, đây có nhiều quán nhậu món Quảng Nam này. Đây là đường Võ Thành Trang, phường 13, quận Tân Bình. Có quán hủ tiếu Nhân Quán, hủ tiếu Nam Giang nổi tiếng hay gì, lúc nào cũng đông khách. Rồi qua đây là đường Bầu Cát, phường 11, Tân Bình. À, bên phải gì là chợ Bà Hoa, chuyên bán các món đặc sản dùng Quảng Nam, Quảng Ngãi. Từ từ tiến vào đường Bầu Cát chính ở khu dân cư Bầu Cát này. Đó, đây là khu vực đường Bầu Cát chính nè. Rồi, đây là ngã tư với đường Nguyễn Hồng Đào, cái gì phải là ra đường Trường Chinh đó, hướng ra phi trường Tân Sơn Nhất. Rồi phải đây là đường Trương Công Định, hướng ra đường Trường Chinh là gì. Bên phải là đường Bầu Cát 2. Thank you.
Vân hay gì. Ok, thank you, good night quý vị nha. See you.